đành ngàn than thù. Qua bao mùa bao giờ sắc sơ rừng lá úa, mùa thu gió heo mây. Giữa đại ngàn tiếng suối than trách đời cô liêu, lòng tham lòng thù hờn sao kiếp người vương mơ. Lòng người thâm độc hiểm sâu, hỡi nhân thế ta xin người sống yên bình là kho báu và tình yêu. Hỡi nhân thế bởi vì đâu, đường đời còn lắm bề dâu, lòng người thâm độc hiểm sâu. Hỡi nhân thế ta xin người sống yên bình là kho báu và tình. Dạ thưa nội, con mới về. Đi đâu về mà thất thểu vậy con? Gặp chuyện gì hả? Dạ con, con làm mất rồi. Mất? Mất cái gì? Kỷ niệm của ba con để lại đó nội. Trời ơi, sao vậy con? Mà sao lại mất? Còn mang đi theo làm chi vậy? Sao vậy cô? Con bị cướp. Trời, mất càng tốt. Thôi, vô rửa tay mặt mũi rồi ra ăn cơm con. Con bị mất đồ. Đây là di vật của ba con để lại. Sao nội nói vậy tốt?
chẳng có gì hối tiếc. Nỗi mừng nữa là khác, mất bản đồ còn không đúng vào kho báu dơ dẫn đó nữa. Trời ơi là trời, cuối cùng mày vẫn không bảo vệ được con trai mày. Chứ Dũng, mày được lắm, mày không biết hối cải thì mày sẽ bị trả giá đó. Như hồi nãy nội nói, con cũng đừng buồn bã quá làm gì. Có chăng thì chỉ nên buồn vì mất những kỷ vật mà ba còn để lại. Dạ, con biết rồi nội. Con buồn là vì điều đó, không phải là vì tiếc tấm bản đồ. Dạ, để con dẹp. Đó hả con? Dạ con chào ông. Ủa sao anh nói mày theo xe lên trên đó để đi lại luôn mà? Sao xe còn ở đây nữa? Hay là thôi vô nhà đi con. Dạ. Ngồi đi con. Dạ. Thằng Lộc nó vừa bị cướp. Trời, nội nói sao? Anh bị cướp hả? Đồ có sao không vậy nội? Cũng không có sao, chỉ là mấy cái vật của ba nó đã bị cướp rồi, có cả tấm bản đồ nữa. Thôi chị cũng tốt rồi nội. Con cũng nghĩ vậy hả? Đúng rồi, mất bản đồ thì nó không còn mất ăn, mất ngủ, tấm bản đồ kho báu đó nữa. Dạ. Ủa, hả? Em mới tới hả? Dạ. Thôi, hai đứa ngồi chơi, ông vô nghỉ nha. Dạ, con chào nội. Thôi, anh đừng buồn nữa, ráng vui lên đi. Nội vừa nói cho em nghe hết rồi. Anh thật là vô dụng mà. Bao vật của ba mà anh không giữ được nữa, anh đúng là một thằng vô dụng phải không em? Thôi anh, mấy hôm nay sao rồi mấy bộ? Không thấy chả nữa. Tao cũng vậy. Chắc là họ sợ cái vỏ đường của anh Tiến rồi. Ê, nhưng mà coi chừng nha, ai biết được chả xuất hiện lúc nào chứ. Ừ, cẩn thận vẫn hơn. Thì đó. Uống nước đi em. Ừ, cảm ơn anh.
em nghe nè. Tuyết hả? Em vô phòng anh gấp nha. Em biết rồi. Ngồi xuống đi em. Ủa, Hằng tới đây hồi nào vậy? Mình mới vừa tới thôi. Ngồi đi em. Tuyết à, sắp tới anh sẽ mời Kim Hằng về là giám đốc điều hành cho công ty anh. À Tuyết à, có gì em hỗ trợ Kim Hằng giùm anh nha. Thiệt hả? Vậy thì tốt quá. Nếu Kim Hằng mà về đây làm cho anh á, thì anh phải trả lương cho cổ đặc biệt đó nha. Không dễ gì kiếm được một người vừa xinh đẹp, giỏi giang, dù học nước ngoài về để làm việc đâu. Ok, anh là người biết trọng dụng nhân tài. Tụi em sẽ nhận được những gì xứng đáng nhất tại công ty Mạnh Cường. Nhưng đổi lại là anh sẽ dắt kiệt sức tụi em. Nè, đó, giống như vậy nè. Anh á, chưa gì đã tính chuyện vùi qua dập liễu rồi hả anh? Nếu mà như vậy không xong với tụi em đâu đó. Thôi bây giờ em đưa Kim Hằng qua giới thiệu với các phòng ban đi ha. Thôi từ từ đã anh, để mai giới thiệu cũng được mà anh, tại giờ em cũng phải đi nữa. Thôi vậy cũng được. Dạ. Bà Tuyết à, em hãy kiểm tra các số liệu ngày hôm nay nha. Ừ. Có một số mã cổ phiếu mới sẽ lên sàn đúng ngày hôm nay. Bây giờ em cho các bộ phận thẩm định kỹ rồi đưa ngay cho anh xem. Dạ. Ừ. Thôi mình đi lo công việc nha. Gặp lại sau. Bye. Thôi em đi luôn nha. Ê nè em. Em đi đâu để anh chở đi luôn nha. Thôi để em tự đi được rồi, cũng mấy chuyện lặt vặt thôi à. Với lại sẵn tiện em cũng ghé nhà anh để đưa cho bé Hà ít đồ mà bữa nó nhà em mua đó. Vậy cũng được. Thôi em đi nha. Anh định làm gì với hai đứa tụi tôi vậy Minh Cường? Đây là bộ hồ sơ của anh đó. Gì vậy em? Nè. Em sao vậy? Không có gì hết. Em phải đi làm việc nữa. Nè em. Thôi nè, bây giờ mình đi uống cà phê nha. Anh mời giám đốc điều hành của anh đi. Mời em làm cái gì? Sao bộ dẫn anh về chuyện mà Kim Hằng về là công ty anh hả? Em không hiểu ý của anh rồi. Nè cà phê nha, rồi anh cho em biết lý do. Em có là gì của anh đâu mà anh phải giải thích. Đúng rồi, cũng giống như em với Châu Chí Hùng đó mà. Có gì đâu mà anh cần phải tính toán anh ta, phải không em? Hả? Em với anh Hùng chỉ là bạn, không cần phải lôi ảnh vô đây. Vậy còn em với anh là gì? Là bạn chứ là gì. Em nói yêu anh hồi nào, anh cũng vậy thôi. Đã bao giờ anh hứa hẹn gì với em đâu mà anh nói. Hey.
ở đâu ta? Trời ơi, cái thẻ nhớ nó có chút xíu à, làm sao mà kiếm? Nhưng mà cái thẻ của em là loại nào vậy? Loại lớn hay là loại nhỏ? Là loại lớn á. Em rút thẻ nhớ ra rồi để lên bàn. Lúc đó có điện thoại của ông bá gọi tới. Ừ. Chắc là nó mới rớt đâu đây thôi à. Ê, có rồi nè. Ba lô của anh Lộc sao lại ở đây? Chắc là giống nhau thôi. Hả? Em sao vậy? Trời ơi. Vậy? Bình tĩnh đi hả? Có chuyện gì vậy em? Đây là di chúc của chú Tuấn Anh nè. Của chú Tuấn Anh? Thì tại sao anh Cường lại có? Em không biết. Em xin chị đừng có hỏi em nữa. Thôi mà, bây giờ có chuyện gì em nói đi, chị mới biết giúp em chứ. Mất cái gì? Tấm bản đồ kho báu của anh Lộc mất rồi. Trời ơi, sao anh Cường anh lại làm chuyện này chứ? Tấm bản đồ đó là kỷ vật của ba anh Thiên Lộc để lại đó. Trời ơi, sao anh Cường lại làm như vậy chứ? Hà, chắc chắn là có sự hiểu lầm gì đó thôi. Chị không tin là anh Cường cướp của Thiên Lộc đâu. Chị có thiệt vậy không chị? Ừ. Chị tin anh không phải là người như vậy đâu. Được nói chuyện này với bất cứ ai hết. Cố gắng làm như là không có chuyện gì xảy ra hết. Để từ từ coi mọi chuyện ra sao. Bà Tuyết nè, anh có phi vụ này quan trọng lắm. Phi vụ gì? Anh nói cho em biết đi. Em có tin vào kho báu không? Vậy là đúng như mình nghĩ, anh Hùng đã muốn tìm hiểu chuyện bí mật của Mạnh Cường. Kho báu là có thật hay sao? Nếu vậy, chắc chắn Mạnh Cường đưa Kim Hằng về làm giám đốc điều hành là có liên quan tới kho báu này. Nó là có thật. Bà Tuyết. Tuyết. Hả? Anh nói gì? Thôi bỏ đi, chắc em không có tin đâu. Anh, thôi mà, chuyện gì nói em nghe đi.
Anh không nói thì thôi, để dành nói cho cổ biết đi. Em đi về. Thôi, em ngồi xuống đi. Nhưng chuyện này á là bí mật, em nhớ là không được nói cho ai biết hết nha. Dạ, em không nói ai nghe đâu. Chuyện gì anh nói đi. Anh đang giữ một bản đồ kho báu trong tay. Chuyện như vậy mà anh cũng bịa ra được nữa hả? Anh coi mấy cái phim khoa học viễn tưởng rồi anh tưởng tượng ra hả? Cái đó chỉ có trên phim rồi hư cấu lại đó anh. Trời ơi, anh tỉnh lại đi. Thôi, bây giờ á, em không tin thì thôi. Nhưng mà bây giờ em thử suy nghĩ coi, năm xưa ông Tùng bị ám sát, mà tới tận bây giờ con gái của ổng á, Kim Hằng á, bị ám sát lần hai luôn. Bây giờ em suy nghĩ đi, tại sao lại như vậy? Anh đó nha, anh chỉ là người liên quan thôi nha, mà có kẻ đã tới đe dọa đó. Em nhớ ngày mà tụi mình bị đe dọa không? Em nhớ không? Trời, ghê vậy. Kho báo là có thiệt hả anh? Đang có người theo dõi đó. Đó. Thôi mình về đi, em sợ lắm. Mình về đi anh. À thôi, đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ. Mới có như đó mà em sợ rồi. Vậy đó, anh đang tính rủ em tìm kho báu nè. Thôi, em không dám đâu. Mất mạng như chơi đó. Nhưng mà em có đi cùng anh thì cũng đâu có giúp gì được cho anh đâu. Có khi sẽ là cục nợ cho anh nữa đó. Rất là đơn giản, em dễ làm thu hà thôi. Cái gì? Giữa đành ngàn tháng đồ, qua bao mùa bao giông, sắc sơ rừng lá úa, mùa thu gió heo mây. Giữa đại ngàn tiếng suối than trách đời cô liêu, lòng tham lòng thù hận, sao kiếp người vương mơ. Lắm bề dâu lòng người thâm độc hiểm sâu, hỡi nhân thế ta xin người sống yên bình là kho báu.